Rồi, chào bác nhà mình nha. Chúc các bác nhà mình một ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay chốt cái đơn Kubota là 5018 nha. Máy về Nghệ An nha. Đây, họ mình đang bảo dưỡng nha. Con này xe hàng lướt, xe cực kỳ đẹp luôn. Đang bảo dưỡng sơn phết lại, chỗ nào có chấm chày gì bác chủ mình kêu sơn phết lại hết luôn nha. Chị đỏ cho bác chủ mình một cặp cho đầu mới luôn này. Đây, là 5018 máy về Nghệ An nha các bác nhà mình ơi. Đây, con này là xe đẹp. Rồi con này bác mình lấy dưới 300 nha. Dưới 300 bao vận chuyển mình tới nhà luôn. Và đây họ đang bảo dưỡng nha. Đây, làm đẹp lại. Nay cửa hàng mình làm đẹp sơn phết là hoàn toàn miễn phí nha, bảo dưỡng hoàn toàn miễn phí luôn, bao xe vận chuyển mình tới nhà luôn nha các bác nhà mình ơi. Này, con này về đổi một cặp lốp đầu lốp mới nha, bắt luôn cho bác mình một cái bình mới luôn, bình ắc quy mới 100% luôn. Này, con này động cơ long lanh luôn nha, hàng vừa mới về đây thôi. Này, xe cực kỳ là đẹp luôn, con này hàng mới về đây nha, mới về khoảng hôm qua. Bác mình tới sớm gặp em này là ưng ý luôn nha. Là 5018 rất là đẹp luôn, giá cả dưới 300 nha, giá cũng rất là tốt luôn nha bà con nhà mình ơi. Này, để cho bà con mình xem cái phần động cơ em nó nè, long lanh luôn nha. Cái đường te bên dưới nè, còn nước sơn nguyên bản của em nó hết. Cầu trước hai con này là chưa ra hết nha, hai bên đều chưa ra luôn, cầu trước xe cực kỳ là đẹp luôn. Là 5018 máy về Nghệ An nha các bác nhà mình. Ai đang quan tâm cái dòng này hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Đang bảo dưỡng sơn phết này. Ở ngoài sau thì họ mình đang bắt kiếm và một cặp dây chằng mới 100% luôn nha. Ngồi cho nắng đẹp hết luôn. Dòng này hiện tại bên cửa hàng còn rất là nhiều để cho các bác mình đến xe máy và test máy nha. Này, rất là nhiều các dòng máy luôn. 4508 đầy đủ hết nè các bác nhà mình ơi. 4018 máy mới 100%. 4018 máy đã qua sử dụng, giá cả cực kỳ là tốt luôn nha. 5018 và dòng máy Yamaha bên đây nè, còn rất là nhiều để cho các bác mình đến xe máy và test máy thoải mái nha. Này, 5018 mấy con này cũng mới về này thôi nha. Vài bữa em sẽ lên một cái clip quay cho bác mình xem chi tiết của em này. 6040. Này, rất là nhiều các dòng máy luôn. Yamaha EF 514 và 494 nha, đầy đủ hết. Này là 351. IM 351 và 357 nha. Này, Kubota M7040 xe lướt nha. Này, rất là đẹp luôn. Còn rất là nhiều các dòng máy đi cho các bác mình đến xe máy và test máy nha các bác mình ơi. Đến xe máy, test máy, thoải mái hết nha. Là 5018 máy mới 100% nha. Này, máy mới gì hỏi suy nghĩ thôi. Giá cả của máy mới bây giờ cực kỳ là tốt luôn nha. Và có nhiều cái ưu đãi của cái dòng máy mới đi nha các bác nhà mình ơi. Này, các bác nhà mình ai đang quan tâm cái dòng Kubota là 5018 SB phiên bản máy mới 100% như vậy thì hãy liên hệ nha. Này, rất là đẹp luôn. Máy mới gì bây giờ ưu đãi rất là nhiều luôn và giá cả cực kỳ là tốt luôn nha. Giá chỉ ở trên 400 vừa thôi là các bác mình sở hữu một em máy mới 100% luôn nha. Này, rất là nhiều cái dòng máy luôn. Dân ma Kubota đầy đủ hết nha. Rồi này bắt bô em mới cho bác chủ mình luôn nha. Hai nhớt nhau hết luôn. Hai lực dầu lực nhớt. Đang bắt cái cản vô và tặng cho bác chủ mình qua ba quả tạ luôn nha. Giờ mình đang bắt cái kiếm đẹp luôn. Một cặp kiếm đẹp và dây chằng mới 100% luôn nha. Này, tay tăng đưa cũng cây tăng đưa mới luôn. Thì bên này họ mình đang hai nhớt với hai lực dầu đồ. Này, đang xả nhớt máy ra, hai nhớt mới vô. Là 5018 máy về Nghệ An. Bà con mình ai đang quan tâm cái dòng này hãy liên hệ nha. Lên xe các bác mình ơi. Rồi ra thử cầu nha. Bác chủ mình đi ăn cơm rồi. Thử cầu cho bác chủ trước này. Hai cầu nha, hai cầu lên nhẹ nhàng rồi vô chế độ một cầu này. Một
cầu nha các bác, nhưng mà đây hai cầu ơi, hai cầu lại ơi. Quá ok luôn. Rồi. Là 5018 nha, máy về Nghệ An. Này bảo dưỡng hết nha, bảo dưỡng lên một cặp, bỏ đầu, bỏ lốp mới luôn. Đây lên xe các bác cho mình ơi. Kubota là 5018 nha, máy về Nghệ An. Này. Lên xe về trong ngày luôn. Ông bác mình nói cũng có đi dạo rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà xem qua xem lại cũng ưng ý em này nha, và ủng hộ cửa hàng em, một em 5018 là 5018 nha, ghé lại ủng hộ tụi em, một em 5018 máy về Nghệ An. Các bác nhà mình ai đang quan tâm cái dòng này hãy liên hệ nha. Này bác chủ mình này, nãy đi ăn cơm vậy mới về nha, về Nghệ An. Các bác nhà mình ai đang quan tâm cái dòng máy này hãy liên hệ nha, chú bác chủ mình về là có tài, là 5018. Này bác chủ mình này, vô mình chốt màu gọn lẹ luôn nha, là 5018 máy về Nghệ An. Bà con nhà mình ai đang quan tâm cái dòng 5018 hoặc là các dòng máy Kubota đời mới hoặc là Yamaha đời mới, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng em nha.